quý khách hàng các chị ạ, đây buổi sáng hôm nay nhà hàng Phúc Hải Sản em thấp cho anh khách nhá. Ở thành phố Bắc Giang, một con cua hồng đấy 4 kg đây. Bắt đầu nó hấp chín rồi nhá. Để tiếp canh cua mềm lên bên trong. Và trong đóng gói nhá. Thì sao em hấp luôn con vậy để làm sao là giữ được đi xa nhá. Từ đây từ sân bay có tới Bài vào Bắc Giang mất tầm được 1 tiếng nhá. Thì cái khách ạ, thì nó vẫn giữ được nhiệt nóng. Nên cả chất lượng thịt vẫn là ngọt, các anh chị yên tâm ạ. Nhà em thì có kỹ thuật hấp cua để chị yên tâm và các chất lượng hấp cua bên em cua rất là ngon luôn. Cái canh hôm nay thì có món mới chị ạ, cái canh cua hoàng đế thì rất là tuyệt vời, nhân tôm tú tươi chị ạ. Ăn này ở đây chị sẽ chấm luôn. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng, các chị đã luôn tin yêu và ủng hộ Phúc Hải Sản em ạ. Ngoài ra bên em hôm nay vẫn vào tiếp tục cua hoàng đế, thế đây đang chương trình khuyến mại giá chỉ còn 1.600.000 đồng 1 kg cua hoàng đế nhá. Cua hoàng đế em cũng luôn là loại một được cả quý khách hàng các chị tin yêu ủng hộ rất nhiều ạ. Anh chị ai có nhu cầu liên hệ qua số hotline 0945308668 nhé, Phúc Hải Sản ạ. Và hôm nay có thể bài ship hàng toàn quốc đảm bảo tươi sống 100% ạ. Thật xin chào mọi người nhá, kính chúc tất cả các quý khách hàng các chị ngày mới luôn vui vẻ, chẳng đến đâu đó. Nhà em đóng hàng cho khách quý khách đi xa luôn.